Nhận định U20 Việt Nam Hong Kong chờ chiến thắng đầu tay, một chiến thắng trước U20 Hong Kong sẽ giúp U20 Việt Nam có đà tâm lý tốt. Trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp tại bảng ép vòng loại U20 châu Á 2023, chiều nay, ngày 14 tháng 9, U20 Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn cho vòng loại U20 châu Á bảng ép gặp U20 Hong Kong. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 16 giờ. Điều mà thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam hướng đến trong trận đấu này là mục tiêu 3 điểm. Không chỉ có vậy, U20 Việt Nam cần một chiến thắng đậm trước U20 Hong Kong để tạo đà tâm lý tốt cho hai trận đấu còn lại. Gặp U20 Timor-Leste và U20 Indonesia. Vì vậy, rất có thể, ông thầy người Hà Nội sẽ tung ra đội hình mạnh nhất trong cuộc đối đầu này. Ở thời điểm hiện tại, ngoài bùi vĩ hào, huấn luyện viên Đinh Thế Nam vẫn có trong tay bộ khung ưa thích với Huy Hoàng. Văn Sơn, Đức Anh, Xuân Bắc, Văn Tú, Anh Tú, Khuất Văn Khang. Trên hàng công, bộ ba Đức Việt. Thanh Nhàn và Quang Hiển sẽ được ra sân ngay từ đầu, với việc thiếu vắng văn trường, Khuất Văn Khang sẽ là cái tên được đặt kỳ vọng rất nhiều. Cầu thủ thuộc biên chế Việt theo gần như sẽ được ông thầy 57 tuổi bố trí chơi với vai trò nhạc trưởng. Trong hệ thống vận hành của U-20 Việt Nam, một khía cạnh khác mà ban huấn luyện U-20 Việt Nam cũng cần lưu ý chính là thể lực. Vòng loại U-20 châu Á diễn ra tại Indonesia vẫn thi đấu theo mật độ 3 trận, 5 ngày. Việc phân chia đội hình chính phủ đan sen sẽ giúp những chiến binh sao vàng. Duy trì thể lực tốt nhất trước trận đấu được dự báo là quyết định trước U20 Indonesia. Về phía U20 Hong Kong, huấn luyện viên Trương Kim Phung đã có những phát biểu rất khiêm tốn trước đó. Trong buổi họp báo trước trận, đội hình ông mang sang Indonesia lần này là mạnh nhất với nhiều cầu thủ trẻ ưu tú của bóng đá Hong Kong. Dù vậy, U20 Hong Kong không được đánh giá quá cao trước U20 Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Kim Phung rất khó để tạo bất ngờ tại giải đấu lần này. Tuy nhiên, một chiến thuật phòng ngự chặt phản công nhanh có thể giúp U20 Hong Kong gây nên nhiều khó khăn cho U20 Việt Nam. Đội hình dự kiến U20 Việt Nam, Huy Hoàng, Văn Sơn, Đức Anh, Bảo Long, Ngọc Sơn, Văn Tú, Anh Tú. Văn Khang, Quốc Việt, Thanh Nhàn, Quang Hiển, cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.